Hi students, and so I would like to introduce myself. My name is Jake, and today I will teach you English in grade 7. So now I would like to talk about some rules in this lesson. First one, you have to pay attention and listen to me. Bây giờ thầy xin nói một vài quy tắc phổ biến trong giờ học tiếng Anh của thầy. Đầu tiên, các bạn hãy lắng nghe và tập trung chú ý. And if you have problems, you can contact me and send some questions. Các bạn hãy, nếu khi mà các bạn có vấn đề, thì chúng ta hãy gửi những câu hỏi trực tiếp đến thầy. And you follow direction, có nghĩa là các bạn hãy theo dõi các chỉ dẫn của thầy. And do your best, và cố gắng hết sức. Yes. And so, during my lesson, you need to turn off the microphones. Trong lúc thầy giảng bài, các bạn hãy tắt cái microphone của mình. And we try to interact with the teacher regularly. Các bạn hãy cố gắng tương tác với thầy thường xuyên nhé. And you should connect English group on Zalo to get link in Google Form. Các bạn hãy cố gắng chúng ta truy cập vào các nhóm của lớp học mình để nhận đường link bài tập Google Form các bạn nhé. And if you have the symbol, if you see the symbol, you have to write the lesson. Khi các bạn thấy biểu tượng này, các bạn hãy nhanh chóng viết bài vào trong vở của mình các bạn nhé. And now I would like to introduce the course book. We study Island Smart Works Level 7. Các bạn sẽ học cái giáo trình Island Smart Works ở lớp 7. There are 10 teams in this course book. Chúng ta sẽ có 10 team trong cái lesson này. Và học kỳ 1 là 5 team. Và học kỳ 2 là 5 team. Okay, it's time to start. Let's team 1, free time. Lesson 1. In this lesson, we can talk about different types of hobbies. For example, collecting coins. Trong tiết học này, chúng ta sẽ nói về những cái sở thích khác nhau. Ví dụ như là sưu tầm những cái thứ, đồ vật. And we can use lifeless verb in present simple tense. Các bạn sẽ được sử dụng cấu trúc like cộng với verb in trong thì hiện tại đơn. Now, are you ready to start? Let's start. Now, repeat after me. Play table tennis. Play table tennis. Play table tennis. Động từ play đi với môn thể thao đó chính là bóng bàn như trong bức hình các bạn vừa xem. Và table dấu nhấn vần 1, tennis dấu nhấn vần 1. Now repeat after me 3 times. Play table tennis. Play table tennis. Play table tennis. And next, collect coins. Collect coins. Collect coins. Collect dấu nhấn vần số 2 vì nó là động từ. Đa số các động từ dấu nhấn nằm ở vần 2. Go skateboarding. Go skateboarding. Go skateboarding. Có nghĩa là trượt ván. Do martial art. Do martial art. Do martial art. Đấu võ. Do aerobics. Do aerobics. Do aerobics. Now, new words. Now look at the screen and write the words in the correct column. Check with a partner, listen and repeat. Now class, we have 5 minutes
to do the exercise. Các bạn sẽ có 5 phút để chúng ta thực hiện nhiệm vụ này các bạn nhé. Các bạn hãy sắp xếp những danh từ chỉ hoạt động đi kèm với các động từ phía dưới. Chúng ta có 4 động từ: play, collect, go và do. Now, let's do the exercise, please. Okay, so now I would like to correct the exercise. Number one, play table tennis. And next, collect movie poster. And next, play badminton. Play computer games. And play the guitar. And go keyboarding, go fishing, go to aerobics. Now, with your partner, add more free time activities to the table. Tell your partner which activities you do. Share with the class. For example, you can say, I play the guitar, I collect coins, I collect movie poster, I go skateboarding, I go fishing. You should put your sentences every day. Các bạn nên dành thời gian mỗi ngày để chúng ta thực hành nói những câu mà chúng ta dùng những cái cụm động từ, những cái cụm từ collocation trong cái bài học của mình các bạn nhé. Now, sorry. We have two aerobics and two martial arts, right? Okay. Now class. So now I would like all of you write the words in your notebook. Now class, collect, hobby, table tennis. Coins, movie poster, computer games, keyboarding, guitar, martial arts, to join in, to take part in, to participate in. Right. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đọc với thầy 3 lần những động từ này các bạn nhé. Collect, hobby, table tennis, coins, movie poster, computer games, keyboarding, guitar, martial arts, to take part in, to participate in. Ở đây chúng ta có cái từ số 10 đó. Các bạn thấy là ba cái từ này nó đồng nghĩa với nhau. Thầy lấy ví dụ, I join in playing the guitar every night. Tôi tham gia vào việc chơi đàn guitar mỗi tối. Thì chúng ta từ gợi ý là I take. Vậy thì các bạn sẽ gắn vào là I take part in playing the guitar every night. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nói là I participate in
playing the guitar every night. Now, we continue the lesson today. Lisa is doing a survey about free time activities. Listen and circle true or false. Lisa thì đang thực hiện một cuộc khảo sát về những cái hoạt động vào thời gian rảnh của các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe và chọn true hay là false. À, các bạn sẽ có một phút để chúng ta đọc và đoán những cái thông tin true hay là false. Now we have 1 minute to do the exercise, please. Okay, so now we listen and check your answer. Listening. 1. Hi, Lisa. I'm making a survey for my class about free time activities. You mean hobbies and sports? Yeah. What do you like doing in your free time, Lisa? I like playing the guitar. Okay. What else do you like doing? I like playing table tennis. Do you like playing table tennis, Toby? No, I don't. I'm not good at it. Do you like collecting anything? Yes, I like collecting seashells. Do you like collecting anything, Toby? Yes, I do. I like collecting coins. What else do you like doing in your free time? I like going skateboarding. I'm getting really good at it. Anything else? Yeah, I like going fishing with my dad. Oh, maybe I can join you next time. Now. Listen again and check. Sau khi các bạn nghe lần thứ nhất bài nghe, chúng ta có thể nhận ra đây là cuộc nói chuyện giữa Lisa và Toby. Họ đang nói về những cái hoạt động vào thời gian rảnh của mình. Và trong bài này thì chúng ta thấy là có hai đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại thứ nhất chúng ta sẽ dùng để đánh true false cho phần number 1. Và đoạn hội thoại số 2 chúng ta sẽ dành để trả lời cho phần 2 trong cái bài tập nghe của mình. Rồi, chúng ta sẽ nghe lần thứ hai và chúng ta cùng check câu trả lời các bạn nhé.
Listening. 1. Hi, Lisa. I'm making a survey for my class about free time activities. You mean hobbies and sports? Yeah. What do you like doing in your free time, Lisa? I like playing the guitar. Okay. What else do you like doing? I like playing table tennis. Do you like playing table tennis, Toby? No, I don't. I'm not good at it. Two. Do you like collecting anything? Yes, I like collecting seashells. Do you like collecting anything, Toby? Yes, I do. I like collecting coins. What else do you like doing in your free time? I like going skateboarding. I'm getting really good at it. Anything else? Yeah, I like going fishing with my dad. Oh, maybe I can join you next time. Now, listen again and check. Listening. 1. Hi, Lisa. I'm making a survey for my class about free time activities. You mean hobbies and sports? Yeah. What do you like doing in your free time, Lisa? I like playing the guitar. Okay. What else do you like doing? I like playing table tennis. Do you like playing table tennis, Toby? No, I don't. I'm not good at it. 2. Do you like collecting anything? Yes, I like collecting seashells. Do you like collecting anything, Toby? Yes, I do. I like collecting coins. What else do you like doing in your free time? I like going skateboarding. I'm getting really good at it. Anything else? Yeah, I like going fishing with my dad. Oh, maybe I can join you next time. Now, listen again and check. Ok, sau khi chúng ta nghe lần thứ hai, và bây giờ chúng ta cùng check câu trả lời các bạn nhé. Câu thứ nhất, Lisa like playing the guitar, thì câu này là true. Câu số 2, Toby like playing table tennis, is false. And number 2, part 2, Lisa likes collecting movie poster, it forms. And Toby like going fishing, it too. Now, in part B, fill in the blank, listen again and check. Các bạn sẽ nghe bài này một lần nữa và chúng ta sẽ điền vào các cái chỗ trống. Now, listen please. Listening. 1. Hi, Lisa. I'm making a survey for my class about free time activities. You mean hobbies and sports? Yeah. What do you like doing in your free time, Lisa? I like playing the guitar. Okay. What else do you like doing? I like playing table tennis. Do you like playing table tennis, Toby? No, I don't. I'm not good at it. Do you like collecting anything? Yes, I like collecting seashells. Do you like collecting anything, Toby? Yes, I do. I like collecting coins. What else do you like doing in your free time? I like going skateboarding. I'm getting really good at it. Anything else? Yeah, I like going fishing with my dad. Oh, maybe I can join you next time. Now. Listen again and check.
Nào, sau khi chúng ta kiểm tra và chúng ta nghe được, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check câu trả lời các bạn nhé. What do you like doing in your free time? Chúng ta sẽ điền là I like hay là do you like playing table tennis? Ở đây do you like playing table tennis có nghĩa là một câu hỏi yes no question về cái là bạn có thích chơi bóng bàn không? À, câu số 2. Do you like blah 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 anything? Do you like collecting anything? I like going skateboarding. Now, các bạn sẽ dành thời gian chúng ta đọc qua cái phần useful language này và chúng ta sẽ viết vào vở các bạn nhé. Nào, các bạn đọc theo thầy. Now, repeat after me 3 times. What do you like doing in your free time? I like going fishing. Do you like playing basketball? No, I don't. What do you like doing in your free time? I like going fishing. Do you like playing basketball? No, I don't. Again. What do you like doing in your free time? I like going fishing. Do you like playing basketball? No, I don't. Ở đây có một cái phần ghi chú là chúng ta có thể sử dụng verb in cho hình thức đối với những động từ phía sau chữ like. For example, I like playing badminton. I like collecting coins. À, ví dụ như bây giờ thầy muốn nói là tôi tôi chơi cầu lông chẳng hạn, thì là I thích là like chơi playing cầu lông badminton. I like playing badminton. Tôi thích sưu tầm đồng xu. I like collecting coins. I like collecting coins. Ví dụ như tôi nói là Jack thích sưu tầm những cái tấm quảng cáo phim. Jack likes collecting movie poster. Tom thích võ thuật. Đấu võ thuật. Tom likes doing martial arts. À, thì ở đây các bạn chú ý ha, cái động từ like trong cái cấu trúc ở cái thì hiện tại đơn thì mình sẽ có công thức là chủ từ cộng với lại like. Nếu là ngôi thứ ba số ít thì chúng ta sẽ có s rồi sau đó là verb in. Ví dụ I like fishing. She likes playing table tennis. Các bạn chú ý và chúng ta sẽ các bạn nên dành thời gian để mỗi ngày chúng ta đặt những cái câu với kèm theo like và các cái cụm từ chỉ hoạt động ở trong lesson 1 này các bạn nhé. Và trong phần grammar chúng ta có feed the plan, check with a partner, practice the conversation. Ở đây chúng ta sẽ có 4 câu. Bây giờ chúng ta, các bạn sẽ có khoảng 2 phút để chúng ta thực hiện cái bài tập này. Now, we have 2 minutes to complete the exercise.
Number one, what do you like doing in your free time? I like collecting coins. Do you like blah, blah, blah? Soccer? Yes, I do. What else do you like doing in your free time? I like blah, blah, martial arts. Do you like blah, blah, bowling? No, I don't. Finish? Good. What do you like doing in your free time? I like collecting coins. Do you like blah blah soccer? Yes, I do. Chúng ta sẽ điền động từ gì để hoàn tất cái câu hỏi này đây? Yes, that's right. Soccer thì chúng ta sẽ dùng là động từ play và các bạn thêm in vào. Playing soccer. Do you like playing soccer? Yes, I do. What else do you like doing in your free time? I like blah blah martial arts. I like martial arts là yes, that's right. Martial arts nghĩa là đấu võ. Và chúng ta sẽ điền động từ là doing. Do you like bowling? Chúng ta sẽ điền là yes, that's right, going, yes, no, I don't, yeah, good job. Next, please. Right. Đây là phần dặn dò của thầy. Các bạn sẽ đọc và học thuộc các cái cụm từ, các cái từ vựng ở trong bài lesson 1 này. Các bạn đọc đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ thuộc được từ và nhớ được cái mặt chữ ha. Rồi các bạn sẽ làm bài tập Google Form. Nếu có thể các bạn nên liên hệ các cái Zalo của nhóm lớp của mình để nhận được sẽ có bài tập. Học các cái phần useful language và chuẩn bị phần speaking ở lesson 1. Okay, it's time to say goodbye. Thank you for your listen. And see you next time.